Cẩm Tú và Phất Ngân mến chào quý vị. Quý vị đang nghe podcast Thanh Niên, chương trình nghe nhanh 6 giờ. Quý vị ơi, ngày Chủ nhật cuối tuần, hy vọng là quý vị sẽ có cho mình những giây phút nghỉ ngơi thật là thoải mái, hạnh phúc bên người thân và bạn bè của mình. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị các chuyển động trong nước và quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Phất Ngân và Cẩm Tú xin chúc quý vị ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui. Hãy luôn là một thính giả quen thuộc của nghe nhanh 6 giờ quý vị nhé. Chương trình hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2023, sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Ông Nguyễn Văn Hiếu làm bí thư Thành ủy Cần Thơ. Khẩn trương lập ít nhất 3 trung tâm dự trữ thuốc hiếm. Bé gái 4 tuổi vô tình vặn tay ga xe máy khiến 3 người tử vong. Góc nhìn sáng nay sẽ đề cập câu chuyện nhiều mặt bằng vốn là nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối là một lướt mạng với thông tin cơ quan chức năng của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang tìm người tung tin sai sự thật về khách sạn Hoành Tráng giữa Vịnh Hạ Long. Chuyển động toàn cầu đáng chú ý với những nhận định của chuyên gia về siêu bão Mawa. Cùng với các tin tức giải trí, dự báo thời tiết được cập nhật trong ngay nhanh 6 giờ sáng nay. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 27 tháng 5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Hiếu thay cho vị trí của ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông Nguyễn Văn Hiếu, 47 tuổi, quê Bình Định, là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính. Trước khi được Bộ Chính trị điều động về Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu là Bí thư Thành ủy Thủ Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Ông được Bộ Chính trị trao quyết định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu từng giữ các chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 2, nay là Thành phố Thủ Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có tân Bí thư Thành ủy, hiện lãnh đạo thường trực Thành ủy thành phố Cần Thơ gồm Bí thư Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư thường trực Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường. Trước thực tế nhu cầu dùng thuốc hiếm trong nước, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp nhưng không có thuốc điều trị ngay, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế, ông Lê Việt Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung, dự kiến thành lập 3 đến 6 trung tâm trên cả nước. Số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15 đến 20 loại. Botulinum là một trong các loại thuốc nằm trong danh mục này. Cục Quản lý Dược cũng họp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO và làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam, cũng như các nước xung quanh và các kho của WHO. Hiện tại, căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đầy đủ, do đó Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cần chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu, dự báo tình hình dịch bệnh, cũng như dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, đặc biệt với các thuốc hiếm. Ông Lê Việt Dũng cho hay, với các trường hợp ngộ độc botulinum xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Y tế nhận được báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 5 và Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 23 tháng 5, Bộ Y tế đã lập tức liên hệ với các nhà cung ứng thuốc trong nước, nước ngoài và WHO để có thuốc chữa trong thời gian sớm nhất có thể. Liên quan đến vụ phát hiện phần thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương, hôm qua ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Dương cho biết, đã có kết quả trưng cầu giám định ADN và xác định nạn nhân là nam giới, không phải là nữ như nhận định ban đầu. Trước đó, khi người dân ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện phần thi thể bị đốt cháy là hai tay, hai chân để trong túi du lịch màu đỏ đang trong quá trình phân hủy. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu thập được hai móng tay giả. Ngón tay của nạn nhân thon dài nên nhận định ban đầu là nữ giới, khoảng 30 đến 35 tuổi. Cao khoảng từ 1,5 đến 1,9 mét, thời gian tử vong trong khoảng ngày 14 tháng 5. Theo nhận định này, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân là nữ giới.
Tuy nhiên, sau khi giám định ADN cho kết quả là nam giới, cơ quan điều tra cũng không loại trừ khả năng phần thi thể nạn nhân là của người chuyển giới. Trong 2 ngày, từ ngày 25 và 26 tháng 5, cơ quan điều tra của Bình Dương đã ra nhiều thông báo đề nghị phối hợp truy tìm tung tích và phần thi thể còn lại của nạn nhân. Nhiều nhận định, giả thiết được đưa ra như phần thi thể bị đốt cháy có thể được đưa từ nơi khác đến Bình Dương vứt bỏ. Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, công an huyện này đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn xe máy tông vào tường rào làm 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng ở xã Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5, người phụ nữ 26 tuổi, ngụ thôn 9, xã Mỹ Thắng, lái xe tay ga chở mẹ chồng 53 tuổi và hai con, gồm một bé 4 tuổi và một bé 1 tuổi đi khám bệnh. Trên đường đi, người phụ nữ ghé đến nhà cha ruột ở thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng để gửi con gái 4 tuổi. Khi đến trước nhà, trong lúc xuống xe, cháu bé vô tình vặn tay ga khiến xe máy lao vào hàng rào xi măng của một nhà dân gần đó. Hậu quả là người bà và hai cháu bé tử vong. Riêng người mẹ bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa rồi là những tin tức trong nước đáng chú ý. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một góc nhìn sáng nay. Thưa quý vị, trong số hàng loạt con đường có mặt bằng cho thuê ế ẩm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay, đường Hai Bà Trưng có thể coi là con đường điều hiu nhất, với khoảng hơn 40 mặt bằng bị bỏ trống nằm xa sát nhau. Trong khi trước đây con đường này từng là con đường kinh doanh sầm uất nhất nhì thành phố. Nằm ngay mặt tiền ngã tư Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một mặt bằng rộng 1.000 m2 từng được một doanh nghiệp chuyên phân phối hàng thời trang cao cấp thuê, nay đã đóng cửa từ năm 2022. Ghi nhận vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2023, mặt bằng này đã trở thành một bãi giữ xe trong nhà. Phóng viên Lê Nam đã có mặt và trò chuyện với nhân viên giữ xe tại khu vực này. Ủa mà giá gửi xe ở bên này có cao hơn ở ngoài này không? Nó cũng dạng một giá. Ví dụ như là em gửi tháng thì 2,5 triệu. Còn gửi ngày thì cứ ngày 10.000 vậy đó. Gửi xe ở trong nhà đỡ nắng mưa nhưng mà giá thì vẫn cũng như là ở ngoài này. Em gửi là xe đây toàn bộ là xe của công ty. Nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Dạ. 7 giờ sáng cho tới 20 giờ qua đêm mình bên này. Là em ưng để mấy đêm đó em để. Tại vì em biết sao, cái căn nhà bên này là tối có người ở lại. Nhiều khi bên này mà nhân viên nó ra trễ á, mình cũng phải dắt qua bên đây để. Nếu nào ra trễ là cứ qua đây lấy. Được biết, mặt bằng này đang được môi giới chào thuê mức giá 800 triệu đồng một tháng trong thời hạn 2 năm, giảm khoảng 100 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2022. Như vậy, chỉ với 10.000 đồng nhưng được gửi xe ở giữa mặt tiền triệu đô sang chảnh, những nhân viên văn phòng trong các tòa cao ốc khu vực này cũng yên tâm vì chẳng cần lo mưa nắng. Tại góc đường Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, một mặt bằng từng là trụ sở của một công ty tài chính cũng phải đóng cửa vài tháng trước. Hiện trên các sàn giao dịch bất động sản, chủ nhà đang rao giá thuê là khoảng nửa tỷ đồng một tháng. Với mức giá này, chủ mặt bằng vẫn mỏi mắt tìm kiếm người thuê mới. Đối diện nhà thờ Tân Định, ba mặt bằng nằm liền nhau cũng chi chít biển cho thuê và cùng chung tình cảnh đóng cửa nhiều tháng qua. Trước đó, đây là nơi kinh doanh của nhiều thương hiệu ẩm thực, thời trang và mỹ phẩm. Trên các sàn giao dịch bất động sản, các mặt bằng này được cho thuê với giá trên dưới 200 triệu đồng tùy diện tích. Ngã ba Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, mặt bằng 1/2 lầu cũng mỏi mắt tìm chủ thuê mới. Chi chít biển cho thuê vẽ bậy xuất hiện từ sau khi người thuê cũ rời đi. Từng là nơi kinh doanh sầm uất nhất nhì thành phố, từ đầu năm đến nay, chủ thuê nhà từ những thương hiệu thời trang cao cấp, quán ăn cho đến mỹ phẩm, lũ lượt rời bỏ các mặt bằng đắt đỏ tại đây. Chỉ kéo dài chưa đầy 3 km, đường Hai Bà Trưng từ chân cầu Kiệu đến tượng đài Trần Hưng Đạo, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 40 mặt bằng bị bỏ trống. Vâng, có thể thấy là ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những áp lực từ nền kinh tế đã khiến cho nhiều mặt bằng vốn sầm uất, náo nhiệt của thành phố nay trở nên điều hưu vắng vẻ. Nghĩ cũng hơi hụt hẫng, cảm tú nha. Không biết là khi nào mọi thứ mới được hồi phục như xưa. Dạ vâng, không riêng gì anh Phước Nhân hụt hẫng thôi đâu, mà cẩm tú cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ là hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà các bên liên quan như là chủ nhà, khách thuê và môi giới bất động sản nên ngồi lại với nhau, cùng tìm ra con số cho thuê phù hợp với khả năng của các bên. Và có như thế thì mới mong tình trạng này có thể thay đổi được. Chuyển sang một lướt mạng, thưa quý vị, cách đây ít ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh quảng bá về khách sạn có tên là Fantasy Hạ Long Bay.
Không những vậy, một tài khoản còn đăng kèm thông tin về việc bán phòng nghỉ voucher du lịch tại đây. Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chức năng, đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Hạ Long, không có khách sạn nào có tên là Fantasy Hạ Long Bay. Việc đăng tải hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh du lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã vào cuộc và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, cơ quan công an xác minh người đăng tải thông tin sai sự thật và có biện pháp xử lý theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phối hợp định hướng thông tin trên môi trường mạng xã hội liên quan vụ việc này, chỉ đạo thanh tra chuyên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với người đăng thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch của thành phố Hạ Long và hình ảnh Vịnh Hạ Long. Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cũng đề nghị Sở Du lịch Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành không sử dụng các hình ảnh không đúng sự thật về các sản phẩm du lịch nhằm mục đích để câu like, câu view, bán phòng nghỉ, voucher du lịch. Quý vị vẫn đang nghe podcast Thanh Niên, chương trình nghe nhanh 6 giờ. Tiếp nối chương trình sẽ là điểm tin giải trí. Thưa quý vị, khi tham gia các chương trình, Lê Dương Bảo Lâm thường mang đến hình ảnh sôi nổi, hoạt ngôn, hài hước, đồng thời cũng nhiều lần bị chê là làm lố, kém duyên. Trước câu hỏi liên quan đến chuyện bị chê làm lố trong show thực tế, Lê Dương Bảo Lâm giải thích ngoài đời, anh không phải người lúc nào cũng nói nhiều. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình, bản thân buộc phải hoạt ngôn để tạo không khí vui vẻ cho mọi người trong suốt quá trình ghi hình vất vả. Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 chia sẻ rằng có đọc được những bình luận, có người thương vì thấy được sự lan xả của anh và cũng có những khán giả chưa thương mình. Lê Dương Bảo Lâm cho biết vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để khán giả thương mình nhiều hơn. Sau các dự án điện ảnh, game show, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục trở lại với chương trình truyền hình thực tế Hành Trình Rực Rỡ. Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận khi tham gia show thực tế mới, bản thân không sợ bị khán giả so sánh với hình ảnh trong 2 ngày 1 đêm. Nam diễn viên chia sẻ, khi tham gia một chương trình thiên về văn hóa, du lịch như Hành Trình Rực Rỡ, anh phải dành nhiều thời gian nghiên cứu về nhiều làng nghề, lễ hội, các nét văn hóa độc đáo, đồng thời có sự đầu tư nghiêm túc hơn. Chuyển sang một chuyển động toàn cầu và những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 5, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết siêu bão Mawa đã đổ bộ vào vùng biển Philippines và được đặt tên địa phương là Betty. Theo dự báo, siêu bão sẽ tiệm cận đến khu vực đảo Luzon thuộc Philippines rồi chuyển hướng sang Tây Tây Bắc vào khu vực Đài Loan, Trung Quốc. Cơn bão sau đó có thể ảnh hưởng tới Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Từ ngày 29 tháng 5, siêu bão nhiệt đới có thể sẽ suy yếu với tốc độ nhanh hơn do các điều kiện thời tiết không thuận lợi, như sự xâm nhập của khối không khí khô, nhiệt độ bề mặt nước biển giảm. Tuy nhiên, khu vực phía bắc đảo Luzon vẫn sẽ đón lượng mưa lớn trong đầu tuần tới do ảnh hưởng của bão. Theo các mô hình dự báo bão mạnh của thế giới và khu vực, tại thời điểm hiện tại, siêu bão Mawa cách bờ đông bán đảo Luzon gần 1.700 km. Đến ngày 30 tháng 5, cơn bão này sẽ tới gần phía bắc Philippines. Còn chuyên gia khí tượng Nguyễn Lan Oanh nhận định xác suất siêu bão đi qua Philippines để vào Biển Đông vẫn có, tuy nhiên rất thấp. Từ ngày 30 tháng 5, khi đến gần Biển Đông, dự báo Mawa không còn là siêu bão. Đáng chú ý, xác suất bão vào gần bờ biển Việt Nam gần như bằng không. Đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Theo nhà nghiên cứu bão Jeff Masters, Mawa là cơn bão thứ 5 trong năm nay đạt cường độ này. Trung bình chỉ có 5 cơn bão cấp 5 phát triển mỗi năm ở Thái Bình Dương, nghĩa là trong 5 tháng đầu năm, khu vực này đã ghi nhận số lượng cơn bão mạnh cấp 5 bằng 1 năm. Các chuyên gia thời tiết cũng xác nhận với trang The Independent rằng sức mạnh của Mawa đã vượt qua bất kỳ cơn bão nào trong năm 2022 trước đó. Cơ quan khí tượng của Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này. Theo South China Morning Post ngày 26 tháng 5, theo giờ địa phương, một phụ nữ Đức thoát y tự ý xông vào tham gia một buổi biểu diễn khiêu vũ tại ngôi đền ở Bali, Indonesia, vừa bị giới chức Indonesia đưa đi chữa tâm thần. Cảnh sát cáo buộc du khách này không trả tiền nhiều khách sạn tại hòn đảo du lịch, nơi gần đây có nhiều vụ trục xuất du khách nước ngoài do liên quan những hành vi cử chỉ không phù hợp với đạo Hindu ở Bali. Theo phát ngôn viên Stefanus Satake Bayu của cảnh sát, du khách nước ngoài bị trầm cảm vì không có tiền chi trả cho thời gian ở Bali. Những hình ảnh và đoạn video ghi bão trên mạng xã hội cho thấy nữ du khách đi quanh những vũ công tại đền Saraswati ở thị trấn Ubud trên đảo Bali.
Hành động của cô khiến cho người dân địa phương và cư dân mạng phẫn nộ. Du khách này còn tìm cách vào khu bảo tồn bên trong của ngôi đền trước khi bị một nhân viên bảo vệ từ chối. Cảnh sát cho biết cô đã cãi vã với các nhân viên tại sự kiện và xông vào địa điểm ngoài trời, cởi quần áo và đứng gần các vũ công. Hiện chưa rõ liệu du khách này có mua vé xem buổi biểu diễn hay không. Cảnh sát cho biết ngôi đền đã tổ chức một nghi lễ để thanh tẩy nơi linh thiêng và sẽ không theo đuổi vụ kiện nào chống lại cô. Nữ du khách này sau đó được đưa đến bệnh viện tâm thần ở thị trấn Bang Li sau khi từ chối lên chuyến bay về nhà. Tiếp theo là dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại Hà Nội trời có mây, ngày nắng, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tại khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ podcast Thanh Niên đã hết. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, Cẩm Tú và Phước Nhân xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ của chương trình là 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast báo Thanh Niên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.